Xin chào mọi người, mình là Bùi Thành Việt và hiện tại mình là sinh viên năm cuối của Học viện Ngoại giao. Chuyên ngành của mình là truyền thông quốc tế và hiện tại mình đang làm giáo viên IELTS cho một vài trung tâm. Bất ngờ, phải nói thật là bất ngờ. Bởi vì mình biết là cái giải thưởng này chỉ dành cho 5 người có được điểm số cao nhất mà thôi. Và điểm của mình là đứng thứ 4 trên vô vàn thí sinh đăng ký tại IDP. Vậy nên là mình vừa tự hào và cũng vừa rất bất ngờ về khả năng của bản thân luôn. Mình đi thi IELTS cũng 8 lần rồi và trong 8 lần đấy là 6 lần là mình đi thi máy. Thì lý do mà mình đi thi máy nhiều như thế bởi vì thứ nhất là cơ sở vật chất hiện đại. Và thứ hai là nó phù hợp với khả năng gõ máy của mình nhiều hơn, mình gõ máy nhanh hơn là viết tay. Và cuối cùng là mình không thích cảm giác chờ điểm. Nếu mà đi thi giấy thì mình phải chờ đến 13 ngày. Và 13 ngày nó khá là khổ sở với mình khi mà mình phải chờ điểm. Nhưng mà ngược lại thì thi máy mình có điểm từ 3 đến 5 ngày. Vậy nên là cái cảm giác chờ điểm nó cũng bớt khổ sở hơn. Và mình cũng có thể biết được năng lực của mình một cách sớm nhất có thể. Có nhiều thứ mình đi thi ở cơ sở IDP Ngọc Khánh. Và thứ nhất là nhân viên rất là thân thiện và đẹp trai. Và thứ hai là cái cơ sở vật chất rất là tốt, từ màn hình đến bàn phím đến chuột, thậm chí là đến cái những cái bút chì hay là những cái tẩy hay là những cái bịt vào tai để mà mình có thể chống ồn khi mà làm bài reading hay là bài writing. Và cuối cùng là nó gần nhà của mình được. Thế nên là mình đi thi IDP Ngọc Khánh đến nay cũng 5 đến 6 lần rồi. Chuyên nghiệp, hiện đại và tận tâm. Chuyên nghiệp thứ nhất là bởi vì nhân viên rất là chuyên nghiệp. Từ những anh phục vụ mình hay là mọi người mời nước cho mình hay là mọi người giới thiệu mình lên tầng 2. Tận tâm là bởi vì mọi người đều giúp đỡ mình. Ví dụ như là mình có khó khăn gì khi việc đánh máy hay là có khó khăn gì khi mà đăng nhập vào cái tài khoản chẳng hạn, thì luôn có những nhân viên giúp đỡ cho bọn mình. Và cuối cùng là hiện đại. Hiện đại bởi vì bàn phím hay là chuột hay là cái màn hình nó đều phù hợp với cả việc đi thi IELTS. Khi mà mình đi thi IELTS máy tính lần đầu tiên thì mình đã đăng ký thi thử. Và việc thi thử để thứ nhất là giúp mình có thể quen được với các cái thao tác ở trên máy tính. Và thứ hai là nó cũng giúp mình làm quen với cả tốc độ làm bài nữa. Bởi vì việc thi thử thứ nhất là mình có thể đánh giá được năng lực của bản thân. Và thứ hai là mình cũng có thể vừa làm quen với cả kỹ năng thao tác trên máy tính. Từ đấy thì khi mà vào phòng thi thì mình sẽ tự tin hơn. Thứ nhất là mình là sinh viên của Học viện Ngoại giao. Mà ngoại giao thì có một môn cực kỳ đáng sợ đối với sinh viên là tiếng Anh chuyên ngành. Thế nhưng mà bởi vì có IELTS thế nên là mình có thể vượt qua được các cái môn tiếng Anh chuyên ngành ở trường khá là dễ dàng. Và thứ hai là bây giờ IELTS cũng là một thứ để mình có thể cống hiến cho xã hội nữa. Hiện tại mình đang làm giáo viên dạy IELTS và việc được truyền tải kiến thức cũng như là truyền tải những cái nỗ lực của bản thân cũng như là một phần nào đấy làm cảm ứng cho học sinh của mình là một điều mà mình thấy cực kỳ là vui và thấy có ý nghĩa trong cuộc sống. Lời khuyên thì có rất là nhiều. Thì về kỹ năng speaking, mình khuyên là mọi người nên tự tin, cười nhiều. Và thay vì con người giám khảo là người giám khảo thì hãy con người giám khảo là bạn. Về kỹ năng đọc và kỹ năng nghe thì mọi người nên thứ nhất là biết rõ format của bài thi. Thứ hai là mình cũng nên luyện cái kỹ năng quản lý thời gian. Thứ ba là học từ vựng. Và cuối cùng là bài thi writing. Đây là bài writing là một kỹ năng mà mình phải chật vật nhiều nhất. Vậy nên là mình khuyên bạn học sinh thứ nhất là phải nắm rõ các cái câu hỏi của đề để mà thứ nhất mình có thể biết cách tiếp cận và thứ hai là mình cũng có thể chuẩn bị được đề tốt hơn. Và mọi người cũng nên chuẩn bị nhiều những cái chủ đề liên quan đến IELTS. Trong phòng thi IELTS thì mình nghĩ là mọi người có khoảng đâu đấy là 24 chủ đề. Thì 24 chủ đề đấy mọi người nên nắm rõ.